Huế và hướng mãi đông lại thành thời gian. Tiểu mục Mau Huế, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Việt Đức. Và liên tục chương trình,
Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ Hoàng Long cùng nhóm nhảy Unity với ca khúc Ngày Đẹp Tươi, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Hãy bước xuống phố với nụ cười tươi dịu dàng. Đón lấy nắng sớm chưa qua cây buổi sáng. Quý vị, có một người học trò từng học ở khóa 2004-2009, lúc bấy giờ vẫn còn là trường Đại học Nghệ thuật Huế. Khi nhận được thiệp mời về tham dự lễ kỷ niệm, người học trò này đã rất xúc động. Dù không về tham dự được, nhưng anh đã gửi đến quý thầy cô những lời tri ân sâu sắc nhất qua những dòng thư ngẹn ngào mà xúc động. Trong thư có đoạn viết:
xa mái trường thân yêu, xa thầy cô, bạn bè, đã gần 5 năm trôi qua. Tôi nhớ về người thầy yêu quý của tôi, người đã chắp cánh cho tôi bay cao trên con đường âm nhạc. Cảm ơn thầy đã cho em đôi cánh bay giữa đời dù mưa vẫn đang rơi. Em bay xa nhưng quên đâu nguồn cội. Công ơn thầy như biển cả trùng khơi, điều tốt đẹp mang đến vùng đất mới. Thầy ngày xưa tấm gương mãi rạng ngời. Và người học trò chúng tôi đang nhắc đến là anh Nguyễn Bình An, hiện là giảng viên trường Đại học Bình Dương. Và người thầy được nhắc đến trong lá thư không ai khác chính là thầy Nguyễn Việt Đức ạ. Vâng, kèm theo những lời chúc tốt đẹp nhất, anh Nguyễn Bình An cùng yêu cầu về ban tổ chức gửi đến cho người thầy yêu quý của mình một ca khúc như một lời cảm ơn về công ơn dạy dỗ của thầy. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Đôi Cánh, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Lan qua phần biểu diễn của Quỳnh Thông và Phương Ni.